Mùa giải năm 2016-2017 tại châu Âu đã đi tới những trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, với những người hâm mộ bóng đá thế giới, chắc chắn chúng ta vẫn còn đang chờ đợi trận chung kết của Champions League, một cuộc đối đầu lịch sử giữa nhà đương kim vô địch Real Madrid và Juventus. Và trước giờ bóng lăn thì hãy cùng xem là họ đã chuẩn bị được như thế nào. Càng về giai đoạn cuối mùa giải, phong độ Juventus dưới bàn tay của huấn luyện viên Allegri lại càng trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết. Nhà vô địch Italia đã thể hiện một phong độ xuất sắc trong việc phòng ngự, khi chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn tại vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League. Còn trên hàng công, màn tỏa sáng đúng lúc của những cái tên như Dybala hay Higuain trong những trận đấu vừa qua cũng sẽ là điểm tựa rất lớn để những cổ động viên của Juventus tin vào một chiến thắng ở trận đấu sắp tới. Ở phía bên kia, Real Madrid cũng đã đón nhận những tin vui khi Gareth Bale và hai cầu thủ trụ cột khác ở hàng phòng ngự là Carvajal và Pepe cũng vừa trở lại tập luyện sau quãng thời gian dài gặp chấn thương. Đây sẽ là những sự bổ sung rất tốt cho đội hình của huấn luyện viên Zinedine Zidane khi muốn tạo ra đột biến trước lối chơi chắc chắn của Juventus trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.